lỗi tại Ma Sao. Rồi tiêu luôn, làm bể cô nay nay tan tành luôn rồi. Đúng tư thế này nha, đánh đã lắm á. Hay là đứng như vậy cũng được á, nhưng mà như vậy là đã nhất nè. Come on. Được rồi, tôi quăng banh đó nha. Chuẩn bị. Đợi nè. Đợi đi nào. Trời, phải bảo trọng nha Ma Sao. Mấy cậu đã chút đã. Dạ ý mấy cậu đó là do tôi làm cái này hư hả? Thì người đánh banh là Ma Sao chứ ai. Thì đúng là vậy, nhưng mà vậy tôi đánh trước đó là do... Thì Ma Sao đã nói là muốn đánh đầu tiên mà còn gì nữa. Thì đúng là tôi đã nói vậy, nhưng mà ai là người đã gợi ý cho bóng chạy trong phòng học người chứ? Nó cũng là Ma Sao chứ ai. Tôi đã cản lại rồi mà không chịu nghe. Tôi nghĩ là ông nên chuẩn bị đối diện với Nene thì tốt hơn á. Cái gì chứ? Cho mình xin lỗi, cho mình xin lỗi, cho mình xin lỗi, cho mình xin lỗi. Mau ký vào tờ giấy này đi. Cái này là... Đây là hợp đồng ký kết về việc từ giờ cậu phải chơi trò đóng kịch với tôi trong 10 năm. Đúng là điềm lành mà xin chúc mừng. Có gì vui đâu mà chúc mừng tôi. Mà đâu phải là lỗi của mình đâu. Mọi người cũng phải có trách nhiệm chứ bộ. Tụi tôi thì có trách nhiệm gì trong chuyện này chứ. Phải nói với Nene Sarita, chơi bóng chày thì đâu thể chơi một mình được đâu. Ủa Shin ơi, sao không ra ngoài chơi mà làm gì ở đây vậy? Thì là anh và tụi tôi cũng đang định đi ra đây nè. Ủa sao tự nhiên Ma Sao ở trong đó chạy qua chạy lại làm gì vậy? Đúng rồi. Nene đã tới đây rồi. Thì tụi mình chơi trò đóng kịch gia đình nha. Hả? Cũng được. Lần đầu tiên mấy bạn rủ tôi chơi trò đóng kịch đó nha. Cuối cùng thì mấy bạn cũng đã hiểu được ý nghĩa của trò chơi này rồi, có đúng không hả? Thì đúng là vậy đó. Thôi được rồi, mình bắt đầu phân vai đi. Ha, Nene sẽ là nữ giám đốc của một công ty đó nha. Cô này là người thất bại ở trong cuộc sống á, có một đứa con. Sau khi chồng chết đi thì cổ thừa kế tài sản hết. Nhưng vì quá buồn nên không được công ty lên nữa. Tụi mình từng đứa một trốn vô đó, rồi sửa con búp bê giấy bị hư. Ma, cảm ơn cậu nhiều. Tôi cũng vô nữa hả? Đúng rồi chứ sao nữa. Nè, mấy người có nghe tôi nói không? Nè Kasama, cậu chưa lấy bản mẫu hợp đồng về sao? Dạ, bây giờ em sẽ tới chỗ khách hàng để lấy đây. Để coi, đầu tiên là gắn cái này vô chỗ này. Ma Sao, cậu có đang giấu tôi điều gì hay không vậy? Không, đâu có giấu sao gì. Cậu cứ nhìn địa tôi hoài. Đâu có nhìn đâu. Không cần giấu nữa đâu, tôi là giám đốc chứ bộ. Chuyện gì tôi cũng biết hết trơn hết trụi rồi. Vậy xin thứ lỗi. Nhân viên thích cấp trên cũng là chuyện bình thường thôi, tại tôi đẹp chứ bộ. Tại vì tôi là nữ giám đốc xinh đẹp mà, có đúng không? Không phải vậy đâu, tôi chỉ là quan tâm Kasama đang làm tới đâu. Hết tiêu rồi. Hả? Cậu Kasama làm tới đâu? Ý là gì hả? Là cái gì? Chuyện đó là... Không xong rồi. Là như thế nào? Là như thế nào vậy hả? Em thích chị lắm, nữ giám đốc vui. Dạ em đã về thôi giám đốc. Giám đốc ơi, em đã có hợp đồng rồi. Vậy thì tốt lắm á. Mọi chuyện tốt hết chứ. Vẫn chưa xong đâu, tiếp theo là ai đây đây? Để tôi đi cho nha. Nè, phải gọi người ta là giám đốc chứ. Vậy thì giám đốc ơi. Có chuyện gì? Toilet. Đi toilet thôi cũng không cần phải báo cáo với giám đốc đâu, có biết chưa vậy? Dạ. Định làm gì vậy? Nhấc máy. Dạ. Em hiểu rồi ạ. Cúp máy. Từ giờ em sẽ đi lấy hợp đồng về ạ. Cố gắng lên nha. Dạ. Coi kìa, mấy người ráng lên làm việc đi, có biết chưa? Dạ.
Tôi đang chuẩn bị tài liệu cho sản phẩm mới đó mà. Sản phẩm mới hả? Nói vậy thì sản phẩm của công ty này là gì? Cái đó là bí mật công ty sao nói được. Chậm quá nha. Quản lý bồ trễ quá đó nha, có biết chưa? Thì cậu ấy mới vừa ra tức thì mà. Không được rồi, phải để chính tay giám đốc này ra tay mới được thôi. Thì giám đốc ơi, đợi chút xíu đi mà. Giám đốc cứ tin tưởng ở quản lý bồ và ngồi chờ ở đây đi ạ. Để em bóp vai cho giám đốc nha. Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày á hả? Xin lỗi giám đốc, xin lỗi giám đốc. Đúng thiệt là. Có chuyện gì nữa đây? Có con rùi đó mà. Nè quản lý Masao, cậu đang làm cái gì vậy hả? Không có gì, chỉ là lại chậm mút thôi à. Đúng là bình bực. Ý là ông đúng là bực mình thiệt mà. Tại làm chuyện gì đâu có mà. Em đã về rồi ạ. Cậu về rồi hả? Hợp đồng sao rồi? Vẫn chưa xong được đâu. Nó tiến triển tới đâu rồi? Tới chỗ công đoạn giữa rồi. Đã tới đó rồi thì chỉ còn một bước nữa là xong thôi chứ bộ. Lần này để tôi trực tiếp đi cho rồi. Đợi chút giám đốc ơi. Hãy giao trách nhiệm này cho em đi ạ. Quản lý Masao có làm được hay không đó. Còn lại chỉ là phần đầu và lỗ tai thôi. Em làm được mà. Không có. Ý là cần có một chút nữa thôi là có thể hoàn đúng thành vậy, được vậy rồi. Vậy giám đốc. Vậy em đi nha. Ủa? Xin hả? Tại vì không có ai làm hết cho nên tôi đã vô làm phụ. Cảm ơn Xin nha. Ủa? Sao mà Xin đi toilet lâu quá trời quá đất vậy? Anh giám đốc, đừng có nóng mà. Ông quay lại chỗ cũ đi. Ok, yes sir. Giao cho quản lý Masao công việc này. Không biết là có làm được không nữa. Không sao đâu, em đã lắp ráp lại đàng hoàng hết trơn rồi. Đã ráp hết rồi hả? Thì là con búp bê. Chỉ là cô ấy muốn nói mấy chi tiết trong hợp đồng đó. Giám đốc ơi. Vậy á. Không thể chờ đợi được nữa rồi. Chắc tôi phải đi thôi. Chứ để vậy hoài là không được. Cậu làm gì vậy hả? Giám đốc ơi, bình tĩnh lại đi. Đúng rồi đó. Shinosuke cũng khuyên gì đi chứ. Kéo tôi vô nữa. Nói gì vậy hả? Sao không hết chưa? Mọi người nhìn nè. Đau quá. Nhờ cậu mà tác phẩm của tôi đã dẹp lép cho con tép luôn rồi kìa. Đây là bản cam kết kể từ hôm nay cậu phải chơi trò đóng kịch với tôi suốt đời không được từ chối luôn á. Suốt đời hả? Nhanh lên đi, mau ký vô. Không phải, chỉ có mình tôi làm đó.